Sáng sớm nay, đoàn kiểm tra liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành kiểm tra các cơ sở bếp ăn trường học trên địa bàn. Đoàn đã kiểm tra quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, kiểm tra giấy chứng nhận sức khỏe đối với người quản lý và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, nhãn hàng hóa thực phẩm phục vụ cho chế biến thực phẩm, nguồn nước, nguồn nguyên liệu dùng cho chế biến thực phẩm, bếp ăn bố trí sắp xếp theo nguyên tắc một chiều, hồ sơ kiểm thực 3 bước, việc lưu mẫu thức ăn của cơ sở và các nội dung khác có liên quan. Qua kiểm tra, các trường học đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Đây là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường học, phát hiện và cảnh báo các mối nguy cơ mất an toàn thực phẩm, xử lý những trường hợp vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong trường học nhằm góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh.